Chào các em học sinh lớp 1 của trường tiểu học Châu Văn Liêm. Hôm nay các em sẽ học môn toán tiết 106, bảng các số từ 1 đến 100. Cô mời các em theo dõi bài học hôm nay nhé. Các em ơi, cô tin chắc rằng các em đã còn nhớ cách tìm số liền sau của một số đã biết đúng không nào? Muốn tìm số liền sau của một số đã biết, ta thêm một đơn vị vào số đó, ta được số liền sau. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm số liền sau của các số sau đây nhé. Số liền sau của 97 là bao nhiêu? Đúng rồi, số liền sau của 97 là 98. Ta lấy 97, ta thêm 1, ta được 98. Số liền sau của 98 là bao nhiêu? Đúng rồi, số liền sau của 98 là 99. Ở đây ta lấy 98, ta thêm 1, ta được 99. Số liền sau của 99 là bao nhiêu? Cô tin chắc rằng có nhiều em đã có số liền sau của 99 rồi. Đúng rồi, số liền sau của 99 là 100. Ở đây ta lấy 9 đơn vị thêm 1 đơn vị, ta được 10. 90 với 10 là 100. 100 là số có 3 chữ số, được viết bởi số 1 đứng trước và hai chữ số 0 đứng sau. Ta đọc là 100. Các bạn cùng đọc lại 100. Hôm nay các bạn đã được làm quen với số 100. Các bạn nhớ nhé. Số 100 gồm có chữ số 1 đứng trước và hai chữ số 0 đứng sau. Ta đọc là 100. Cô mời các bạn đếm cho cô từ 1 đến 10. Cô mời các bạn đếm tiếp cho cô từ 11 đến 20. Cô mời các bạn đếm tiếp cho cô từ 21 đến 30. Cô mời các bạn đếm tiếp cho cô từ 31 đến 40. Cô mời các bạn đếm tiếp cho cô từ 41 đến 50. Cô mời các bạn đếm tiếp cho cô từ 51 đến 60. Cô mời các bạn đếm tiếp cho cô từ 61 đến 70. Cô mời các bạn đếm tiếp cho cô từ 71 đến 80. Cô mời các bạn đếm tiếp cho cô từ 81 đến 90. Cô mời các bạn đếm tiếp cho cô từ 91 đến 100. Các bạn vừa đếm được các số từ 1 đến 100. Đây là bảng các số từ 1 đến 100. Các bạn ở nhà tập đếm, đi đếm lại nhiều lần để thuộc bảng các số từ 1 đến 100 nhé. Các bạn nhìn vào bảng các số từ 1 đến 100. Các bạn hãy đọc các số có một chữ số nào. Đúng rồi, các số có một chữ số đó là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Trong bảng các số từ 1 đến 100, số nào là số tròn trục? Đúng rồi, số tròn trục là các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Đây là các số tròn trục. Trong bảng các số từ 1 đến 100, số nào là số có hai chữ số bé nhất? Số bé nhất có hai chữ số là số mấy? Đúng rồi, số bé nhất có hai chữ số đó là số 10. Trong bảng các số từ 1 đến 100, số lớn nhất có hai chữ số là số mấy? Đúng rồi, số lớn nhất có hai chữ số là
99. Các bạn hãy nhìn vào bảng các số từ 1 đến 100. Các bạn hãy đọc các số có hai chữ số giống nhau nhé. Số 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Đúng rồi, các bạn giỏi lắm. Các bạn hãy nhớ đọc bảng các số từ 1 đến 100 nhiều lần và nắm được các số có một chữ số, cũng như các số tròn trục, số bé nhất có hai chữ số, số lớn nhất có hai chữ số và các số có các chữ số giống nhau nhé. Nào, chúng ta hãy cùng nhớ lại trong bảng các số từ 1 đến 100, số nào là số có một chữ số? Các số có một chữ số là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Các bạn nhớ lại xem trong bảng các số từ 1 đến 100, số nào là số tròn trục? Đúng rồi, các số tròn trục đó là số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Số bé nhất có hai chữ số là số mấy? Đúng rồi, số bé nhất có hai chữ số là số 10. Số lớn nhất có hai chữ số là số mấy? Là số 99. Các số có hai chữ số giống nhau đó là 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Qua bài học hôm nay, cô tin chắc rằng các bạn đã nắm được các số trong bảng các số từ 1 đến 100 và nhớ được các số có một chữ số, các số tròn trục, số bé nhất có hai chữ số, số lớn nhất có hai chữ số và các số có chữ số giống nhau. Cô chúc các bạn sẽ vận dụng vào phiếu bài tập đạt hiệu quả. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các bạn luôn ngoan và học giỏi.